Xin chào tất cả quý anh chị. Hôm nay Binh Khanh chào mừng chiếc Santa Fe để phủ chống đinh vỏ xe. Và với kích thước hiện tại của Santa Fe đó là 235/55R19 thì chi phí phủ chống đinh vỏ xe của 4 bánh sẽ là 4 triệu sau khi trừ khuyến mãi của tháng này rồi nha. Thì Binh Khanh đang có chương trình ưu đãi của tháng này là voucher 1 triệu đồng, trong đó mình sẽ có 400 ngàn trừ vào giá và một cái voucher tặng lớp xốp tiêu âm phía trong lòng vỏ. Với công nghệ phủ chống đinh, nó bằng cao su dẻo, khác hoàn toàn với lại ngày trước chúng ta đổ một chai keo lỏng vào, nó sẽ hư hại lòng mâm, lòng vỏ. Và lớp cao su dẻo này khi chúng ta rút ra thì không cần phải vá lại, nó sẽ tự liền. Và lớp xốp ở phía trên nó sẽ giảm độ ồn của vỏ xe vọng vào bên trong. Mọi chi tiết quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại Binh Khanh để Binh Khanh sẽ chia sẻ rõ hơn để cho quý anh chị có những cái trải nghiệm mới trên những vỏ xe chống đinh này. Và những dòng vỏ xe chống đinh này nó không phải là mới mà đã có từ rất là lâu rồi. Và những nhà sản xuất vỏ xe lớn trên thế giới họ cũng đã làm luôn rồi. Quý anh chị có thể coi một số vỏ xe Khanh đang để trên màn hình. Đây là những cái vỏ xe được nhập khẩu nguyên chiếc theo xe và nó trang bị trên những con xe đến từ châu Âu giống như Audi, Volkswagen, v.v. Cảm ơn tất cả quý anh chị luôn theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở nhiều video sau nha.